Vâng, chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản Legender 2.8 4x4AT. Chiếc xe này là máy dầu và được lắp ráp trong nước đây. Với cái giá niêm yết là 1.459.000.000, thưa quý anh chị. Hôm nay chúng ta cùng khám phá nội thất bên trong xe được trang bị những gì ạ. Tuấn sẽ mời quý anh chị các bạn đây, ra vào một trạm này. Có những lúc lên xuống kính một trạm thôi. Ở đây chúng ta sẽ có hệ thống loa của loa JBL, giờ khoảng chắc được 14 loa JBL xung quanh xe. Chất lượng âm thanh của chiếc loa thì khá là ổn. Ghế lái thì chỉnh điện 8 hướng này. Và chúng ta có một bộ nội thất ghế da, nó xen lẫn đan xen giữa màu đỏ, tông đỏ và tông đen. Ở cái khu vực đầu gối này chúng thấy là ví dụ có rất nhiều các nút phím bấm như view 360, mở cốp, mở xăng, mở nắp cabo này. Và khóa mở cốp này, và có cả tắt mở cảm biến. Đây là sẽ là chiếc loa JBL phần nổi. Đây, mình sẽ ngồi lên. Ngồi ở nội thất của chiếc xe Fortuner thì khá là cái không gian khá là thoáng, và chúng ta sẽ lái rất là dễ dàng với một chiếc xe SUV thực thụ này. Ở cái phần vô lăng của xe thì Tuấn thấy ở đây thì có được bọc da này, ốp gỗ, nhìn khá là khỏe và sang trọng. Ở đây chúng ta sẽ có bên trái thì có tăng giảm âm lượng, làm thuận dịch tay, chuyển kênh, chuyển bài. Bên phải thì có những cái nút tính năng như cảnh báo lịch làn này, phanh khoảng cách, và Adaptive Cruise Control. Phanh với xe phía trước thì có tính năng Total Shift Descent của chiếc xe đã được trang bị ở phiên bản 2 cầu này rồi. 1.459.000.000. Ngay phía trên chúng ta có cả lẫy chuyển số thể thao nhé. Cảm giác lái sẽ tốt hơn nhờ những cái lẫy chuyển số này. Đèn auto có một màn hình dù khoảng 8 inch này, kết hợp tích hợp được Android Auto, Apple CarPlay trên xe, khá là đầy đủ rồi. Của một chiếc xe với chiếc xe SUV của nhà Toyota này, Fortuner đây. Đây là vị trí hộp lạnh nhá, nó nhờ cửa gió điều hòa có thể là mát. Đây phía dưới thôi, chúng ta sẽ có một cái cốp phụ để sổ bảo hành, để những cái sổ hướng dẫn vân vân. Và đây chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa này, các vùng độc lập nhau, chế độ gài cầu H2, H4 này, L4, và cả tắt mở tắt cái chế độ khởi hành ngang dốc có rồi, và chế độ khởi hành xuống dốc cũng có. Những cái ổ cắm sạc USB 2V 120W có đầy đủ ở đây. Ở phần cần số của Toyota thì phần thiết kế zig zag này trên chiếc xe Fortuner này, có phần ốp gỗ đen và đây vân gỗ nhựa giả vân gỗ cũng khá là đẹp mắt đấy. Phanh tay vẫn là được trang bị ở phanh tay bằng cơm như này, quý anh chị có thể nhìn thấy. Nếu mà có một nâng cấp bằng phanh tay điện tử thì sẽ đẹp hơn cho. Và cái phần tiếp theo này chúng ta sẽ có 3 chế độ lái này, Eco, Normal, Sport, tùy chỉnh quý vị các bạn đi trên những cung đường khác nhau. Ngoài ra có đây là khóa cầu V-Sign, là cảnh báo chân trượt, tắt mở. Có một cái hộp tự tay khá là to ở đây. Ở đây thì rồi, cũng để được đồ, một vài vật dụng. Đó. Ở phần trên này thì cũng tuần này có là gương chiếu sáng tự động auto rồi, hệ thống đèn xe trên này đo có rồi. Vâng, đó là cái phần ghế lái của Tuấn. Tiếp theo Tuấn sẽ đi xuống gần hàng ghế thứ hai. Rồi, đây tiếp theo là hàng ghế thứ hai của xe Fortuner, chắc chắn là rất là rộng rãi và cao, thoáng. Rồi, chúng ta lên sân xe nhá. Đây, thì chúng ta view lên hàng ghế trước. Ở đây chúng ta sẽ có những cái ổ cắm sạc này, khá là tiện dụng thôi. Sạc điện thoại Lightning, cổng Lightning thì có đấy. Hoặc là khi quý anh chị sử dụng laptop hay là các vật dụng khác cần nguồn điện 100W, 220V thì cũng đã được tích hợp rồi, khá là tiện dụng cho chúng chị những khi mà tiện mình đi làm việc ở ngang đường. Hàng ghế thứ ba của xe cũng khá là rộng, người mà tầm 1m7 thì ngồi di chuyển với cái cung đường đẹp, ổn định, tầm 100km thì cũng cảm thấy thoải mái thế ạ. Vâng, đó là nhanh về nội thất của chiếc xe Fortuner phiên bản 2 cầu Legender 2.8. Cho quý anh chị các bạn, đó là những cái tiện nghi Tuấn thấy thì cơ bản là đủ dùng. Còn về mẫu mã hay là về cái thiết kế thì mọi người có thể đưa ra những quan điểm cá nhân của mình.
Vâng, mọi người có thể là đóng góp thêm ý kiến và cần thêm những câu hỏi nào về cần cầu mua xe, sử dụng xe, chiếc xe Fortuner nói chung hoặc là Toyota thì có thể alo vào số hotline tôi để dưới góc màn hình 0911419868 ạ. Cuối cùng thì rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip này. Cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ cho xe 365. Hẹn gặp lại quý anh chị ở một clip tiếp theo.